sát tam quan âm Tây Hành Kỳ mạnh và thông minh tuyệt đỉnh ra sao. Chào các bạn đã đến với News TV. Tây Hành Kỳ là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc cực kỳ nổi tiếng. Bối cảnh của Tây Hành Kỳ là thời điểm thần linh viễn cổ, nơi thiên giới, long tộc, dạ xoa, atula, ma hầu la, yêu quái và nhân loại cùng tồn tại. Vào 16 năm về trước, sư đồ được tam tạng được thiên giới ra trọng trách đi Tây Thiên Cực Lạc để đem về kỳ kinh, ngọn lửa vĩnh hằng nhằm cứu khổ chúng sinh. Tuy nhiên tất cả đều không ngờ lại khiến phân tranh trở nên gay gắt hơn, những ám hồn tích tụ dần dần trở nên lớn mạnh, vận mệnh của thầy trò Đường Tăng cũng vì thế mà thay đổi. Tôn Ngộ Không vì bảo vệ kỳ kinh mà bị Tam Nhãn Thần Tướng giết chết, chứ bắt giới bị nhổ răng nanh, Sa Ngộ Tĩnh bị xóa đi ký ức, Đường Tam Tạng quay về sống tại nhân gian. Mặt khác, kỳ kinh dù 16 năm được bảo vệ bởi Long tộc Thiên Vũ Sơn cũng không tránh khỏi tay mắt của thiên giới nên đã gặp phải nguy hiểm. Được kỳ kinh cứu sống, Bạch Lang quyết tâm thuyết phục Đường Tăng tiếp tục một lần nữa lên đường đưa kỳ kinh về Bỉ Ngạn con đường trả kinh đầy thử thách lại một lần nữa bắt đầu. Trong bộ phim này, có một nhân vật rất được lòng người xem, đó là sát quán âm. Tại sao ông ấy lại được người ta yêu thích đến vậy? Sát quán âm trong tay hành kỷ là ai? Mạnh ra sao? Mời các bạn cùng News TV tìm hiểu nhé! Từ thủa xưa, dưới trướng của đế tích thiên có hai cánh tay đắc lực và dũng mãnh, đó là Như Lai và sát tâm quán âm. Sức mạnh của hai người này thâm sâu khó lường, thực lực có thể được gọi là không thể đong đếm được. Sát tâm quán âm thường sẽ hóa thành hạc để chiến đấu với Như Lai người sẽ hóa thành ưng trong vô vàn tháng năm hai người này vẫn không phân thắng bại sát tâm quán âm là một nhân vật quyền lực và mạnh mẽ trong tây hành kỳ ông ấy sở hữu sức mạnh có thể khiến trời long đất lở cùng với đầu óc vô cùng thông minh tuy không phải là người đứng đầu thiên giới nhưng sát tâm quán âm lại có quyền lực to lớn và nhận được sự kính trọng lớn của chư thần sát tâm quán âm hội tụ những tư chất hoàn hảo hội tụ những tư chất hoàn hảo nhất trí tuệ ngoại hình và sức mạnh vô song sát tâm là hộ pháp thiên giới đại thần là một người thiết diện vô tư ông ấy là vị phán quán công chính nhất luôn hết sức tận tụy với công việc tuân thủ luật lệ một cách tuyệt đối sát tâm quán âm giữ chức vụ cực cao trong bộ máy thiên cung và được nhiều vị thần kính trọng Sát tâm Quán Âm cực kỳ cứng nhắc trong việc xử lý các công việc ở Thiên cung, ông không nhân từ hay thiên vị bất cứ ai. Cách làm việc này khác hoàn toàn với vị thần đồng cấp của ông ta là Như Lai, một vị thần luôn luôn làm mọi thứ theo cảm tính và lòng từ bi. Vào khoảng 16 năm trước khi xảy ra việc Tôn Ngộ Không không chịu giao kỳ kinh trong đại lễ phong thần, Sát tâm Quán Âm đã lấy thân phận là vị thần chấp pháp tối cao để trừng trị thầy trò Đường Tam Tạng ông đã bẻ hai chiếc răng nanh của chưa bát giới để hắn không thể phát huy được sức mạnh tập khí của dã chư vương sau đó ông tiếp tục thi triển vọng ngát chỉ ấn để khiến sang ngộ tĩnh mất hết ký ức rồi còn không giải thoát thai hoán cốt thuật cho ngạo tuyết để cô ấy vĩnh viễn ở trong hình dạng của bạch long mã sát tâm quán âm nắm giữ luật pháp thiên giới và ông thực thi nó một cách khá cực đoan cho nên bất kể yêu hay thần khi nghe đến cái tên sát tâm quán âm cũng đều phải kính sợ thậm chí các bậc cổ thần xếp trên sát tâm quán âm còn phải nể năng ông vài phần đối với sát tâm quán âm luật pháp chính là thứ giúp chính nghĩa luôn ở trật tự của nó bất kỳ thần thánh phương nào làm trái luật của thiên đình chính phải chịu trừng phạt thích đáng và sát tâm quán âm sẽ khiến họ trả giá cho hành vi sai trái của mình sát tâm quán âm là người không thích các hành động mang nặng sự cảm tính của như lai hai người đó là đối thủ truyền kiếp của nhau như nước với lửa nhưng người khiến cho sát tâm quán âm tin tưởng nhất trong tam giới chính là như lai sâu thẳm bên trong cả hai xem nhau là tri kỷ, là người đáng được kính trọng sát tâm là người rất trung thành với thiên giới ngay cả khi bản thân đã có ý nghi ngờ sự bất thường của đế thích thiên nhưng đến khi chưa có bằng chứng rõ ràng sát tâm vẫn hết lòng làm việc dưới trướng đế thích thiên lúc này ngay cả đông phương tướng quán chí quốc thiên vương cũng đã đem lòng nghi ngờ đế thích thiên nhưng sát tâm quán âm là một hộ pháp phán quán ông chỉ tin vào bằng chứng cùng những gì chính mắt ông nhìn thấy là một người tri kỷ rất hiểu sát tâm như lai hiểu cách làm của ông ấy chỉ là một dạng của chính nghĩa mọi điều ông ấy làm chỉ vì mong muốn chúng sinh tam giới được sống trong hòa bình lúc này để lật đổ đế thích thiên như lai bằng mọi cách phải chứng minh cho sát tâm quán âm thấy được đế thích thiên đã thay đổi chủ của thiên giới đã trở thành ám hôn như lai đã phải khổ công dẫn theo đại yêu quái tôn ngộ không tiến vào atula giới với mục đích trộm bảo kiếm của đế thích thiên từng bỏ lại tại nơi này từ rất lâu trước đây tôn ngộ không sau đó đã thành công mang thanh kiếm của đế thích thiên về thiên cung giao lại cho sát tâm quán âm, với sự công chính liên minh của mình, ông ấy sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ thế lực tà ác nào, dù cho kẻ đó là đế thích thiên, sát tâm quán âm có đủ thẩm quyền để bắt giam cả Tam Nhãn thần tướng hay chỉ quốc thiên vương, chỉ cần phạm tội, sát tâm sẽ trừng trị bằng mọi giá, chủ của thiên giới là đế thích thiên cũng không ngoại lệ. Biết được đế thích thiên đã ra đoạn, sát tâm biết rằng cần phải làm gì đó để ổn định lại thiên cung bằng trí tuệ siêu phàm của mình cùng với sự phối hợp ăn ý với tài diễn xuất của tôn Ngộ Không nên sát tâm đã thành công gỡ được mặt nạ đen tối của ám ảnh thiên đế. Lão đã mắc bẫy và toàn bộ đồng bọn của lão đã hiện thân. Đế thích thiên hay đúng hơn lúc này là ám ảnh thiên đế. Cũng không ngờ rằng kẻ đứng đầu tam giới về sự mưu trí lại không phải ông ấy mà là sát tâm. Sát tâm quán âm đã nói, thiên cung không phải là tài sản của riêng đế thích thiên, ông ta không phải muốn làm gì thì làm, chỉ còn sát tâm còn đứng ở đây thì chính nghĩa sẽ luôn tồn tại và được thực thi hai vị hộ pháp như lai thì có khả năng nhìn thấu tâm can của vạn vật còn sát tâm có đầu óc thông tuệ và tài năng lãnh đạo phi thường chính vì có sự tồn tại của ông mà nhiều năm qua thiên giới luôn có trật tự hiện giờ đến cả ám ảnh thiên vương cũng không thể vượt qua được trí tuệ của sát tâm quán âm đầu tiên ông ấy tìm lại thần tướng lưu lạc trở về ổn định lại tinh thần cho thiên binh sau đó giải cứu chỉ quốc thiên vương rồi hồi sinh nguyên thần ánh sáng của đế thích thiên mọi kế hoạch và nước đi của sát tâm đều cực kỳ chuẩn xác sau đó thiên thần và ám thần đã chiến đấu cho lý tưởng của riêng mình. Ám ảnh thiên đế đã đánh thức Tam Thanh để mượn tầm ảnh hưởng của ám ảnh thiên tôn nhằm gia tăng thực lực của phe ám ảnh. Nguyên thủy thiên tôn xuất hiện khiến cho toàn bộ chư thần hoang mang. Tuy nhiên sát tâm quán âm đã đứng ra bàn bạc với ông ta, sát tâm kiên trì với chính đạo mà cả đời theo đuổi. Bên thiên thần cũng có linh bảo thiên tôn, ông đại diện cho ánh sáng, hai phe ánh sáng và bóng tối giao chiến ác liệt. Thì một vị tam thanh thứ ba xuất hiện là đạo đức thiên tôn, ông yêu cầu hai phe ám thần và thiên thần hòa giải vì dù xa ngã hay không thì họ đều là thần đạo đức thiên tôn đã hiến kế lấy đại yêu quái tôn ngộ không giao cho ám ảnh để bọn chúng dừng chiến vì ở đây tất cả đều là thiên thần chỉ có hắn là yêu quái lúc này sát tâm quán âm đứng trước tam thanh tuy là thuộc cấp của ba người kia nhưng sát tâm là có một quyền uy to lớn khiến họ phải e ngại đôi phần sát tâm quán âm nhẹ nhàng nói một câu ta sẽ không làm thần nữa điều này đồng nghĩa tam giới sẽ bị mất đi vị thần thông tuệ và sáng suốt nhất ông ấy không trực tiếp nói bản thân sẽ giúp tổ hộ không nhưng sát tâm lại đứng cạnh đại yêu vương và tuyên bố điều này nó là một cách nói gián tiếp rằng nếu các ngươi động đến hắn ta ta sẽ từ bỏ chức vị hộ pháp tất cả thiên thần đều biết rõ ràng sát tâm quán âm có tầm quan trọng lớn thế nào đạo đức thiên tôn đành phải thỏa hiệp cũng dễ hiểu vì ngoài tầm quan trọng với thiên giới sát tâm và như lai còn có thực lực hùng mạnh ngang nhau nếu tam thanh không lùi bước thì họ sẽ phải đối đầu với một vị thần mạnh mẽ thật sự dù là thuộc cấp của Tam Thanh, nhưng sát tâm đã khiến ba vị thần viễn cổ phải thỏa hiệp. Sát tâm mà phối hợp với Tung Ngộ Không thì chư thần nào đỡ nổi đạo đức thiên tôn đã phải thỏa hiệp và dùng đạo quán lệnh phù chia đôi thiên cung cho hai phe thiên thần đen trắng mỗi bên một nửa. Sự thông minh và quyền lực tuyệt đỉnh của sát tâm quán âm đã cứu tôn ngộ không một mạng. Sau trận chiến ở thiên cung, sát tâm quán âm phải đối đầu với một trận chiến ác được khác chính là atula cuồng vương la hầu. hắn ta nhân lúc thực lực thiên thần chia rẽ đã dẫn binh chinh phạt thiên giới. Mà lúc này khi thiên cung chia rẽ thì lực lượng thiên giới giảm mạnh, không thể chống lại atula. sát tâm lúc này phải giữ trọng trách lớn là thống lĩnh thiên giới chống lại sức tấn công của atula tuy nhiên quán thiên liên tiếp bị tứ vương atula đánh cho tan tác tuy nhiên thiên quán liên tiếp bị tứ vương atula đánh cho tan tác chúng thần đã bắt đầu hoang mang sát quán âm đang lúc này dần mất đi sự tin tưởng của chư thần lúc này sát tâm đã phối hợp với người chi kỷ như lai của mình họ phối hợp tác chiến hết sức ăn ý sát tâm đã lần đầu phá bỏ quy tắc của bản thân ông tin tưởng vào hành động cảm tính của như lai sát tâm điều động binh lính tác chiến có chủ đích để đại quán atula tiến vào thiên cung với trí tuệ tuyệt đỉnh của mình ông cuối cùng cũng thành khiến atula đặt chân vào tịnh thổ thiên giới sau đó với khả năng nhìn thấu tâm can của người khác như lai đã thành công khuyên can được các cuồng vương cuối cùng là hầu trảm sát tam vương đứng lên vị trí cao nhất của atula giới kết minh với thiên thần chấm dứt chiến tranh hòa bình lập lại cho cả hai phe Ngoài ra trong tác phẩm này, Sát Tâm còn có một màn so tài cực kỳ mãn nhãn với Như Lai. Sát Tâm muốn cướp kỳ kinh từ tay Đường Tăng để mang về cho Đế Thích Thiên, nhưng ông đã vấp phải sự truy cản của Như Lai. Họ lập tức đánh nhau. Sát Tâm quán âm liền huyễn hóa xuất ra pháp thuật đắc đụng thành danh của ông chính là Thiên Thủ Phủ Hồ. Như Lai cũng dừng tới Tuyết Bích Liên Định Châu, huyễn hóa để đối kháng lại. Trong trận chiến này, sát tâm quán âm rất tự tin về lực công kích pháp thuật của thiên thủ phủ đồ, nhưng ông ta đâu biết rằng Như Lai cũng đã thấu triệt tất cả. Như Lai lợi dụng được sự mong muốn tấn công đối phương quá mạnh của sát tâm quán âm mà bất giác để lộ sơ hở trí mạng trong chiêu thức. Tới lúc sát tâm vừa kịp nhận ra thì đã quá muộn, một chiêu vừa rồi đã định xong thế cục, sát tâm quán âm thương thế trầm trọng, chỉ còn biết ngậm ngùi bỏ mặc cho đường tam tạng đem kỳ kinh đi, còn bản thân thống lĩnh bát đại kim cương quay về thiên giới. Và đó là một số thông tin về nhân vật sát tâm quán âm trong Tây Hành Kỳ. Rõ ràng đây là một nhân vật được xây dựng chỉnh chu với tính cách nghiêm khắc, tuân thủ luật pháp, kết hợp với sự thông tuệ và khả năng lãnh đạo tài tình. Không khó hiểu khi sát tâm được rất nhiều độc giả yêu thích, ngoài ra sức mạnh của ông cũng thuộc hàng top. Tuy nhiên, đó không phải là điểm nổi trội nhất của nhân vật này. Sự thông minh và quyền uy của ông mới là điểm nhấn. Sát tâm quán âm luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, dù là đứng trước tam thanh, ông cũng không hề rung sợ mà vẫn vững vàng thương thảo với họ sắt tâm có thể được xem là vị thần hoàn hảo nhất trong tây hành kỳ sức mạnh quyền hạn trí tuệ tính cách vẻ ngoài mọi thứ mọi thứ của ông đều vượt trội càng về sau sắt tâm đã dần có những suy nghĩ thoáng hơn không còn quá quy củ như trước ví dụ như lần hợp tác cùng như lai like mà mình có kể ở trên có một điều thú vị nữa đó là trong toàn bộ câu chuyện sắt tâm không hề cười tuy nhiên ngoại hình của ông lại khiến nhiều nữ thần say đắm Ông ấy như một bad boy trong Tây Hành Kỳ vậy. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.